Xin chào các bạn đã đến với khoa học lập trình phần mềm với lại React cơ bản. Thì bữa nay là buổi 8 thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái chất chờ của một cái project React. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu giải thích như sau. Thì bữa trước ở buổi 7 thì tôi đã hướng dẫn các bạn tạo ra cái project đầu tiên là cái project demo first project. Đó thì các bạn sẽ thấy trong cái project này có một số cái folder và một số cái file như sau. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn cái file đầu tiên là file package.json. Thì trong cái file package.json này nó sẽ có một số cái thông tin như là liên quan đến cái project của chúng ta, như là cái tên của project này, rồi cái version, với theo là cái dependency. Thì cái dependency này tức là mấy cái thư viện. Đây là nó liệt kê mấy cái tên của mấy cái thư viện, rồi mấy cái version, mấy cái nation của mấy cái thư viện ở đây. Đó, rồi tiếp theo là có mấy cái script. Script này của thằng React, ví dụ như là để tạt được đồ project ấy, thì chúng ta cần có cái script để tạt, rồi build vân vân. Rồi tiếp theo thì ở dưới này thì có một số cái config liên quan đến môi trường vân vân ở dưới này. Đó. Thì mấy cái dependency này, đây là nó liệt kê mấy cái tên của mấy cái dependency của thằng React ban đầu nó khởi tạo cho chúng ta. Thì mấy cái dependency này thì nó chứa ở trong cái folder node module ở đây. Thì trong folder node module này nó sẽ chứa mấy cái dependency và chứa mấy cái thư viện mà thằng React nó init ở trong này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái folder public. Thì trong folder public này nó sẽ chứa một số cái file như image, logo, rồi nó có cái file index.html. Thì đây là một cái file để nó mồi, để nó chạy được cái web React của chúng ta. Thì ở trong này thì nó có cái heap này, thì nó có một số cái thông tin như là metadata này. Đó, nó có cái phần favicon này, đó. Rồi nó có hình logo vân vân, đó. Rồi đây thì nó có cái link tới một cái file là manifest.json. Thì đây là cái file manifest.json này. Thì cái file manifest.json này nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số cái metadata được sử dụng khi mà cái web của chúng ta được cài đặt trên một cái thiết bị như là mobile hoặc là desktop vân vân. Thì các bạn có thể xem ở chỗ này thêm. Đó, nó có comment ở đây thì các bạn có thể xem thêm này. Rồi tiếp theo là phần body body. Thì ở đây nó có một cái div với lại cái ID bằng root. Thì bây giờ tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái phần root này. Thì cái phần root này thì nó lại liên quan đến cái phần folder src dưới này. Thì trong folder src này nó có một cái file là index.js này. Thì ở đây thì nó có một cái biến là root này bằng cái React DOM này, cái root này, rồi document get in là ID này, và nó có cái giá trị root. Thì ở đây thằng React trong cái file index.js này thì nó sẽ truy xuất đến cái ID bằng root ở trong cái file index.html này. Đó thì nó sẽ lấy được cái ID này và nó sẽ render, thực hiện render và xử lý mấy cái bootstrap và nó trả về UI cho chúng ta ở trong cái file index.html này. Đó. Thì các bạn có thể tìm hiểu về cái file index.js ở đây. Thì trong cái file index.js này thì nó còn một số cái tôi sẽ giải thích thêm sau. Thì ở trong này thì nó sẽ ở trong này thì nó import một số cái dependency, một số cái thư viện của React rồi như vậy. Tiếp theo là nó import cái file index.css. Thì đây là cái file mà sẽ chứa mấy cái style CSS của chúng ta ở trong này. Đó. Tiếp theo là nó import cái app. Thì đây là một cái component mà thằng React tạo ra cho chúng ta như vậy. Đó thì trong cái file app.js này thì trong cái chỗ này thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại cái phần giao diện cũng như là xử lý mấy cái bootstrap ở đây. Thì như ở bữa trước thì tôi đã dẫn các bạn sửa lại thay thế cái test bằng cái chữ hello world như vậy. Đó thì trong này thì chúng ta sẽ thực hiện đi xử lý mấy cái logic rồi vân vân ở trong này. Đó. Rồi tiếp theo thì nó import cái report web vector. Thì đây là một cái component, đây là cái component của nó này. Thì cái component này sử dụng để mà xử lý cái phần nếu mà chúng ta muốn thực thi cái việc mà đo lường về cái số cái thông số liên quan đến cái web của chúng ta thì chúng ta sẽ xài cái report web vector này. Thì ở trong cái folder src này thì chúng ta có thể tạo ra nhiều cái layer cũng như là tạo ra nhiều cái component để mà chúng ta xử lý cái business của chúng ta trong này. Đó thì ở các buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo ra các component riêng ở trong cái folder src này. Rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra có thể là một số cái layer để mà xử lý business vân vân ở trong cái folder src này.
Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn, giải thích qua cho các bạn về cái chất chờ của cái đồ đồ chat gì á. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo là cái buổi 9, là cái chương 2, thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn các khái niệm và các tính năng cơ bản trong React. Thì buổi tiếp theo là buổi 9, thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu về cái đằng JSX là gì và tại sao chúng ta sử dụng cái đằng JSX. Đó, thì hôm nay tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video theo.